Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Ốc Thành Vân phản hồi cực khéo khi được thắc mắc không đón con gái Mai Phương đi chơi cùng gia đình. Sau những ngày mệt mỏi vì hậu sự của Mai Phương, Ốc Thành Vân đã lấy lại được tinh thần và trở về với nhịp sống thường ngày của mình. Tuy nhiên khi đăng tải ảnh gia đình vui vẻ lên thì một cư dân mạng đã thắc mắc vì sao Ốc Thành Vân không đón La Vi, con gái Mai Phương đi chơi cùng để bé đỡ nhớ mẹ. Trước thắc mắc này, Ốc Thành Vân cũng nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Cô cho biết hiện đang khá nhạy cảm nên giữ cho bé La Vi bình an và không bị chú ý quá nhiều. Bên cạnh đó, nữ MC cũng nói thêm rằng nếu có đón La Vi đi chơi thì cô cũng sẽ hạn chế đăng ảnh để tránh làm cuộc sống của bé bị ảnh hưởng. Ốc Thành Vân trả lời người bình luận: hiện khá nhạy cảm nên giữ cho La Vi bình an và không bị chú ý quá nhiều. Đọc câu trả lời này cũng thấy khá phù hợp với suy nghĩ của mình. Mình cũng có câu hỏi y chang bạn kia. Xong rồi tự suy nghĩ, chắc Vân sợ thời điểm nhạy cảm nên không đưa bé đi cùng. Cuộc sống từng trải sẽ khiến cho con người có những hành động chững chạc hơn. Ok, chắc Vân biết phải làm sao cho con, thương và tội nghiệp và rất ngưỡng mộ tình bạn tri kỷ của hai chị em. Cuộc sống này thêm đẹp khi có những mối tình bạn như vậy. Ốc Thành Vân trả lời, nếu đi với con mình cũng hạn chế không chia sẻ, con cũng hiểu chuyện một phần nên mình không muốn bị ảnh hưởng. Hiện tại trong giai đoạn toàn quốc giãn cách xã hội, mọi người được khuyến cáo nên ở nhà, tránh tiếp xúc, tụ tập nhất có thể. Vì vậy, Ốc Thành Vân cũng được khuyên rằng nên cho các con ở nhà thay vì đến nhà Quyền Linh chơi để bảo vệ sự an toàn cho hai gia đình. Trước đó, Ốc Thành Vân, Trương Bảo Như và một số bạn bè của Mai Phương cũng thống nhất lập tài khoản để giữ toàn bộ số tiền quyên góp cho La Vi. Đến năm 18 tuổi, bé sẽ toàn quyền sử dụng. Bên cạnh đó, Phùng Ngọc Huy cũng chính thức nhận quyền nuôi con gái. Tuy nhiên, do hiện nay anh không thể về Việt Nam ngay nên đã nhờ bố mẹ thường xuyên lui đến chăm sóc La Vi. Bé hiện đang ở cùng hai cô bảo mẫu song sinh. Những người thân cận của Mai Phương đã chăm sóc La Vi từ nhỏ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.